Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Tạt axit là một trong những hành vi bạo lực đáng lên án trong xã hội ngày nay. Nạn nhân của những hành động này sẽ phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Và hơn 10 năm về trước cho tới tận bây giờ, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng về một nữ tiến sĩ có học thức nhưng lại cung cấp xe máy, axit cho người thuê để xử lý tình địch, khiến cô gái trẻ này trở nên xấu xí. Chi tiết vụ việc như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Hơn 10 năm trước thì mọi người vô cùng bàng hoàng khi biết tin nữ tiến sĩ thuê người tạt axit nhân tình của chồng. Mới đây nhất thì vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Thị Diễm Thúy, 56 tuổi, ngụ tại tỉnh Trà Vinh, về tội cố ý gây thương tích. Bà Thúy là đối tượng đã thuê người tạt axit nhân tình của chồng. Sau phiên tòa sơ thẩm vào tháng 12 năm 2020, bị cáo Thúy bị 2 năm 11 tháng 14 ngày tù giam, phải bồi thường 35 triệu đồng cho bị hại. Do án tù bằng thời gian bị tạm giam nên bị cáo Thúy được trả tự do tại tòa sơ thẩm. Cũng theo ghi nhận, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trần Thị Diễm Thúy tuy không kháng cáo về mức hình phạt, tội danh và phần bồi thường, nhưng mà kháng cáo về phần xử lý vật chứng trong vụ án. Đề nghị được nhận lại 3 chiếc điện thoại di động, 11 băng cassette, 10 sim cạc và 6 thẻ gắn sim vì đây là tài sản cá nhân liên quan đến những khiếu nại khác của bị cáo. Trước đó về diễn biến của vụ án, theo cáo trạng vào tháng 3 năm 2008, chị Võ Thị L, người tình của chồng bà Thúy, đang dừng xe máy ở trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình, chờ người quen đến. Bất ngờ một nam thanh niên chạy xe màu đỏ lướt qua, tạt chất lỏng vào mặt chị rồi rú ga tẩu thoát. Người dân nghe tiếng kêu cứu, chạy đến nơi thì thấy nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn, khẩu trang và áo khoác cháy xém. Nạn nhân sau đó được xác định là bị bỏng axit độ 2-3 với tỷ lệ thương tật toàn bộ là 26% vĩnh viễn. Qua giám định, chất dính trên mặt của chị L và các mẫu vật thu được ở hiện trường là axit sulfuric, một chất ăn mòn mạnh. Người gây án sau đó được xác định là Lê Hoài Phong, khi đó 21 tuổi, quê ở Trà Vinh. Phong khai nhận được bà Thúy, khi đó là giảng viên của một trường đại học thuê thực hiện. Theo kết quả điều tra, bà Trần Thị Diễm Thúy cùng chồng xảy ra mâu thuẫn, đang chờ tòa giải quyết ly hôn. Trong thời gian này, chồng bà có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ tên là Võ Thị L, làm ở tiệm cắt tóc. Khoảng tháng 3 năm 2008, Trần Phúc Thọ, em trai của Thúy, dẫn Lê Hoài Phong, người bà con cùng quê ở Trà Vinh, đến nhà của Thúy xin tiền thuê phòng. Thúy cho Phong ở lại nhà và kể chuyện chồng mình có nhân tình. Rồi bà Thúy đưa tấm hình cô gái này cho Lê Hoài Phong, nhờ theo dõi nơi chồng mình ở. Khi biết chồng đang cặp kè với chị L, nữ tiến sĩ đã cung cấp xe máy, axit để Phong xử lý tình hình. Bà Thúy cũng đưa cho Phong sim điện thoại mới để liên lạc. Biết chị L đang tìm chỗ mở tiệm, Phong gọi điện xưng là Quang, có mặt bằng cho thuê, lừa chị này đến điểm hẹn rồi ra tay. Gây án xong thì Phong vứt sim điện thoại, gửi xe máy ở quán cà phê trên đường Nguyên Hồng, quận Bình Thạnh và được bà Thúy cho 500.000 đồng. Sau đó, Phong bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ. Vào thời điểm đó, cơ quan điều tra công an quận Tân Bình nhận định bà Thúy là chủ mưu. Nhưng mà viện kiểm sát lại cho rằng không có chứng cứ nào để khẳng định rằng bà Thúy là người đã xúi giục, cung cấp axit, phương tiện để Phong thực hiện tạt axit. Theo ghi nhận thì vào tháng 3 năm 2010, Tòa án Nhân dân quận Tân Bình đưa vụ án ra xét xử, tuyên án Phong 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Hội đồng xét xử khi đó cho rằng có dấu hiệu cho thấy bà Thúy liên quan đến vụ án, nhưng mà không thể xem xét do giới hạn thẩm quyền xét xử. Sau đó tại tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy án sơ thẩm vì có dấu hiệu lọt bỏ tội phạm. Cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã triệu tập bà Thúy đến làm việc, lấy lời khai nhưng mà bà Thúy luôn vắng mặt, không hợp tác. Hai cơ quan này đã thống nhất khởi tố bà Thúy về tội cố ý gây thương tích với vai trò chủ mưu. Từ tháng 7 năm 2011, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bà Thúy vì không biết tìm bà ở đâu. Đáng nói, khi đang bị truy nã, bà Thúy vẫn gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Vào tháng 8 năm 2011, Phong bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù và phải bồi thường 118 triệu đồng. Hành vi liên quan của bà Thúy được tách thành vụ án khác. Tháng 12 năm 2017, bà Thúy bị bắt nhưng mà có biểu hiện bất thường. Kết quả giám định tâm thần cho thấy bà này bị bệnh rối loạn nhân cách, cảm xúc không ổn định, rối loạn sự thích ứng và phản ứng hỗn hợp do lo âu trầm cảm.
Tới ngày 27 tháng 12 năm 2019, bà Trần Thị Diễm Thúy đủ sức khỏe để làm việc với cơ quan điều tra. Tại cơ quan điều tra, bị cáo Thúy cho rằng mình vô can. Nữ tiến sĩ cho rằng thứ nhất, nếu xem đây là vụ đánh ghen thì động cơ, mục đích gây án của bà không có, bởi 2 năm trước khi vụ án xảy ra, bà đã đơn phương xin ly hôn. Thứ hai, Phong khai bà chở Phong đi mua axit, nhưng mà cả ngày hôm đó bà đang đi dạy ở trường đại học cách đó 20 km, có xác nhận của sinh viên và nhà trường. Mặt khác, các máy điện thoại, SIM mà cơ quan điều tra thu lại được tại nhà của bà, không có cuộc gọi nào chứng minh bà có liên lạc với Phong để thực hiện vụ án tạt axit như lời Phong khai. Tuy nhiên, các lời khai và chứng cứ của bà Thúy đưa ra chưa hoàn toàn thuyết phục. Trong khi lời khai và các chứng cứ mà em trai, em dâu, cô ruột và những người biết câu chuyện này đều có nội dung chống lại bà Thúy. Công an quận Tân Bình xác định lời khai của bà Thúy có nhiều mâu thuẫn, có căn cứ cho thấy bà Thúy chủ mưu vụ tạt axit và khởi tố bị can. Theo báo Lao động vào tháng 4 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tân Bình ban hành cáo trạng truy tố bà Thúy tội cố ý gây thương tích với những tình tiết tăng nặng như là có hành động xảo quyệt nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm. Phiên tòa xử bà Thúy vào ngày 25 tháng 11 năm 2020 và 30 tháng 11 năm 2020 đều phải tạm hoãn với các lý do như là vắng mặt nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới vụ án, luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt. Mới đây nhất là vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thúy đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận trong bản án trong việc quá trình điều tra, bị cáo có nhiều đơn khiếu nại nhưng mà không được tòa sơ thẩm trả lời thỏa đáng. Theo hội đồng xét xử, bị cáo không kháng cáo vấn đề này nên không thuộc thẩm quyền xét xử của cấp phúc thẩm. Về 3 chiếc điện thoại, hội đồng xét xử xét thấy trong quá trình điều tra đã chứng minh bị cáo dùng 3 chiếc điện thoại này liên lạc cho các đối tượng để thực hiện hành vi tạt axit. Cấp sơ thẩm nhận định đây là vật liên quan đến vụ án nên tịch thu nộp ngân sách cho nhà nước là có cơ sở. Về 11 băng cassette, 10 sim card và 6 thẻ gắn sim. Do đây là tài sản của bị cáo, cấp sơ thẩm tịch thu tiêu hủy là không chính xác. Vì quá trình điều tra không chứng minh được những vật này liên quan đến vụ án, nên hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo trả lại cho bị cáo. Qua câu chuyện này, không thể tin được ngay cả những người trong tầng lớp tri thức lại có thể thực hiện những hành vi sai trái như vậy. Lại một trường hợp nữa, quay lại năm 2019, vào ngày 24 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải, 24 tuổi, cựu thiếu úy Công an Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an Đà Nẵng về tội cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19 tháng 7, hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Hải mang tính chất đê hèn, dùng phương tiện gây án có khả năng gây hại cho nhiều người nên đã tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, tăng hình phạt bị cáo từ 6 năm lên 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19 tháng 7, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hải 6 năm tù. Sau phiên tòa, bị hại có đơn kháng cáo. Theo cáo trạng, Hải và chị LTLV, 24 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng, đăng ký kết hôn nhưng mà chưa tổ chức lễ cưới. Do nghi ngờ chị vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Hải ghen tuông nên đã nảy sinh ý định mua axit tạt vợ. Khoảng 10 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2018, Hải đến một cửa hàng hỏi mua axit. Hải nói với nhân viên cửa hàng là mua axit về để vệ sinh sàn đá. Do cửa hàng không bán lẻ nên Hải mua một can 38 lít axit sulfuric độc đặc 98%. Vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 1 tháng 1 năm 2019, Hải rót khoảng 300 đến 400ml axit vào bình nhựa, rồi đến nhà gặp bố mẹ của vợ ở bếp và nói muốn gặp vợ để nói chuyện. Khi vợ đi từ tầng 2 xuống, Hải lấy bình axit tạt thẳng vào người vợ. Bình axit rơi xuống đất, văng trúng cổ cô, chân bố mẹ của vợ. Bố của chị vợ thấy thế đã ôm Hải đẩy ra trước nhà và hô hoán người dân đến giúp đỡ, đồng thời báo công an. Hải bị bắt giữ ngay sau đó. Chị vợ cùng với bố mẹ được đưa vào bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Chị vợ bị thương tích với tỷ lệ 46%. Ngày 8 tháng 1 năm 2019, Công an Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật Hải bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân. Công an quận Thanh Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trương Nam Hải về tội cố ý gây thương tích. Tại tòa thì bị cáo Hải khai rằng hành động của bị cáo là nông nổi bộc phát do nóng giận. Lúc đó bị cáo bị căng thẳng, không suy nghĩ được gì nhiều chứ không phải là do bị cáo mất tính người.
Hải cũng nói do phát hiện vợ chưa cưới nhắn tin qua lại với người đàn ông khác. Kể từ khi phát hiện sự việc, bị cáo thường xuyên mất ngủ, stress kéo dài nên không kiềm chế được bản thân. Hải cũng khai rằng đã hai lần đánh chị vợ trước khi mua axit về tạt. Gia đình của chị vợ đã đề nghị hội đồng xét xử xử lý nghiêm hành vi của Hải và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần và vật chất. Ở phiên tòa phúc thẩm, bị hại trong vụ án này là chị vợ vắng mặt do vẫn đang phải nằm viện điều trị. Người ủy quyền của chị vợ và cũng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là cha, là mẹ của chị có mặt. Bị cáo Hải tự bào chữa cho mình và cho rằng bản án sơ thẩm là đúng người đúng tội. Trong khi đó, cha và mẹ của bị hại đề nghị tăng hình phạt và phải xử lý bị cáo tội giết người. Mong rằng qua những vụ án vừa rồi, mọi người có thể nhận biết được tác hại kinh khủng của việc tạt axit. Nó hủy hoại cả về thể xác lẫn tinh thần của nạn nhân. Đó mãi là vết sẹo lớn và có thể vùi sập cuộc sống cả đời của một con người. Và tất nhiên người gây nên tội cũng phải trả giá về những hành động sai trái của chính mình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ VinNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!